có bốn chân nhưng chạy không nhanh thì phải làm sao? Hãy gắn thêm giáp gai và thêm đôi giày tốc chạy vào nữa. Sự xuất hiện của hà mã đã lấp đầy khoảng trống của việc không có ngựa trong sông. Chúng ăn và thải rất nhiều và được gọi là máy tạo phân của thiên nhiên. Mặc dù hà mã trông có vẻ ngốc nghếch và đáng yêu, nhưng tính tình của chúng lại rất hung dữ. Chúng không chỉ tấn công cá sấu trong nước mà đôi khi còn chạy lên bờ để bắt nạt chúng. Thật là không từ thủ đoạn nào. Ha ha. Là loài động vật có vú lớn thứ ba trên cạn, hà mã có tốc độ chạy nước rút ngắn có thể đạt tới khoảng 40 km/h. Và lực cắn của chúng gấp đôi của hổ, cộng thêm cặp răng nanh dài hàng chục cm có thể gây ra vết thương chí mạng chỉ trong một cú cắn. Mặc dù phần lớn thời gian hà mã sống trong nước, nhưng thực ra chúng không biết bơi. Do thân hình quá nặng nề, hà mã chỉ có thể đi nhón chân và lướt qua vùng nước bằng một cách rất đặc biệt. Hà mã hung dữ cũng có những đối tác hợp tác của riêng mình. Khi chúng lặn dưới nước, các con chim rừng gần đó sẽ tập trung lại để giúp làm sạch ký sinh trùng trên da và thức ăn còn sót lại. Sau khi trải qua buổi tắm toàn thân, hà mã thoải mái nằm nghỉ cùng nhau. Nhưng cứ vài phút, chúng lại nổi lên mặt nước để hít một hơi thật sâu, nếu không chúng sẽ bị chết đuối. Chú hà mã này mới sinh được 5 ngày và chỉ nặng bằng 1/30 mẹ nó. Con non quá nhỏ không thể chạm tới đáy hồ, vì vậy mẹ nó sẽ giữ nó ở vùng nước nông và đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh. Những con sư tử lang thang gần đó rất nguy hiểm. Chỉ khi nào con hà mã còn đủ lớn, nó mới có thể tìm kiếm sự bảo vệ của bầy đàn. Với mùa khô đang đến gần, môi trường sống của các loài động vật ngày càng bị thu hẹp. Hà mã cũng trở thành những con ngựa bùn, thiên đường từng có giờ đã trở thành nhà tù trói buộc chúng trong bùn lầy. Sự thay đổi đột ngột của môi trường sống khiến hà mã ngày càng nóng nảy và việc đánh nhau xảy ra thường xuyên. Những cuộc chiến này không chỉ để giành lãnh thổ mà còn để tranh giành nguồn nước và thức ăn ngày càng khan hiếm. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, hà mã phải đấu tranh để tồn tại và duy trì bầy đàn của mình. Mỗi ngày trôi qua, sự hung dữ và khốc liệt của chúng càng tăng lên, biến chúng thành những sinh vật đáng sợ trong thế giới động vật.